Palamed Bình Dương xin kính chào quý cô chú quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của Palamed Bình Dương nha. Thì bây giờ là sau cơn mưa trời lại sáng, các anh em lại tấp nập chuẩn bị là lao mộ cho cậu nha. Anh Minh dẫn đầu đoàn lao mộ. Đúng rồi, bây giờ mình lấy khăn giấy ướt ha, cái mình lao xong mình vắt. Đúng không chị, mình lao xong mình vắt đúng không? Đó là một cái phương pháp mà cũng là một ý kiến rất là hay. Chị Loan ơi, đang lạnh rung đúng không? Em thấy rung rõ ràng luôn nè. Bây giờ mình lao ở trên trước đi. Bây giờ mà làm hết sẽ để cái điện thoại xuống. Có gì em hỏi mấy anh em lại coi sao ha. Để coi chim ở đâu thì mình mua. Dạ dạ. Để chiều em cho hay được không? Anh dở lên đi, cái em làm rồi em dở anh làm. Được, có dĩa này nè. Chết coi chừng lớn rồi nha. Đó, mình cứ cầm đựng nhiệt quá. Mình làm gì theo ý kiến, đúng không? Đúng rồi. Bắt cho ý kiến chị. Cho em một... Làm giờ này đi, chiều cái mình làm nó nhiều hơn ha. Rồi, ok chị. Làm gì mà ý kiến gia đình ta chứ, đúng không? Rồi để được rồi đó. Cái này đây cái gì hả? Nước cái này là đây tao đổ không khách. Dạ mình đổ luôn. Không không không. Cái này nó bị gì á, mình lau lượt cái đó. Đây là công tác bị xúc ra đó. Để lau nước mày đi cho nó bớt chỗ này chiều nay mình đỡ nó khỏe. Bây giờ mình la chập bột nha, lát nó không được đâu, giờ la chập đi nha. Bây giờ là YouTube một phần, khán giả một phần nha, không ai giành nha nha. Ủa em phần đâu đó? Hả em hả? Em đưa góc ra đi. Tự nhiên có cái cây này để ở đây đi xong lau nữa. Nhắc lại phía trước. Ơi có gì nào để lên này được ta? Không được con công hôm qua chở nước á cho nên ông cạo mưa. Sáng này có chở nước đâu, mưa quá trời. Mưa hơn bà nó còn bị lắm. Tắm kỳ lăng là phải có rượu nha. Cho hết rồi. Như khán giả đến quá trời kìa. Đây em dẹp này giùm anh đi. Anh ra anh coi coi cái gì mà quá trời người kia kìa. Gracias.
Là sao chị? Đi định là lâu mưa mà. Hồi nãy chị thấy hết mưa, chị đưa lại cho anh Sáu. À. Bây giờ chị nhờ xin lại. Mưa nữa không? Đúng rồi. Tới từ này nha, về, về là bây giờ mình lao con lăn thôi nè. Mọi người là phải có một cái áo mưa cho chắc. Tới Đồng Nai xong rồi tối mới về. Đi về, đi về nhà bà con vậy ha. Nhớ nha. Bye bye về, bye bye về nha. Rồi bye bye tất cả mọi người. Cũng đỡ quá ha. Đúng rồi. Không, cái này bật đi nha anh, cái này này hồi sáng là bật á, đừng có giảm đây nhiều. Hồi sáng nó bật lên á. Bật lên á. Mình đừng có giảm bìa là nó bật lên á, sáng nó bật lên rồi đó. Bật lên rồi hả? Giảm mà nó bật. Sáng nó bật lên rồi đó, nó bật lên kìa. Như vậy nè, bật thế sao? Không, cái này có kiểu làm vậy rồi. Không. Vậy thì mình lấy một cái cục đá nhỏ xíu thôi. Kê một đúng rồi. Nhỏ là nó có cái đồ giữ nó không còn bật nữa. Đá nó không bật nữa. Lát mình đá nhỏ xíu lên nó không có cản được nước đâu. Sáng tụ chỉ rồi chứ không phải là không có đá vừa phải đâu. Thằng là nó hàng một cái miếng sắt. Cái sắt đó. Không mà bữa nay nó thoát nước ngon lành lắm nha. Đó. Đó cái đẹp ha. Đó vậy đó. Lâu rồi. Đúng rồi, tưới đây rồi, anh tưới lao nè. Tưới đi, mình lấy rượu mình tưới lên trên. Thôi chị em khói như là tắm lên. Đó, lâu nào. Đó. Rượu đâu anh Phương? Rượu đâu? Ừ, hết rượu. Phải có rượu mới tắm lặn được. Tắm kỳ lăng. Đó. Đẹp. Ủa chị bữa mình có chai rượu đây mà ta. Thì được trắng đây đúng không? Đúng rồi. À, anh thấy rồi. Rồi anh thấy rồi. Anh thấy rồi, lúc đó bây giờ anh thấy. Chưa hồi nãy chắc bị uống rồi quá. Hồi nãy là có rượu đó chỉ tắm kỳ lăng thôi. Bên kia nữa bên. Không, bây giờ mấy anh em mình phải mua lên một cái chai rượu để dành tắm kỳ lăng. Nhưng mà tắm xong là phải có rượu xói lại đó anh. Em tắm nhà có rượu lại không? Uống cò đen nha. Uống nếp được không? Được, rượu nào cũng được. Uống cò đen. Vậy là bữa sau lên em lên tại nhà nhiều rượu lắm. Ủa nhà anh nhiều rượu hả? Vậy bữa nào anh lên anh tặng chai rượu đi. Để dành tặng một chai thôi. Mình sói lần ít à, không có sói nhiều. Đó, lau khô lại đó, lau kỳ lăng. Tắm kỳ lăng, lau kỳ lăng. Đánh răng cái gì hả? Đánh răng vô kỳ lăng. Hay là mai mình mua thêm kem đánh răng nữa. Mai với tay nữa nè, ừ, mấy người chưa chia tay á, mai với tay nữa đó. Trời rồi giờ đòi giá đậu tay kỳ lăng nữa kìa trời. Vuốt vuốt cái đuôi nữa nha. Đuôi nữa đó. Hả? Vuốt móng chân nữa hả? Chị Lon. Lau lăng. Đang vuốt móng mới chân. Mới tắm xong á. Dạ. Đang vuốt móng chân kỳ lăng đó nè. Lạng hoàng cũng cho ra ngoài luôn. Chỉ có hành phần mà và gọi là lộn xộn là cũng cho ra ngoài luôn. Rồi xong sạch rồi đó. Một khô đó, bên đây nữa. Ủa mà sao rau đó ta? Không có rau anh ơi. Khoan, bây giờ hai người nắm tay đi lại coi em. Thấy sao nó kỳ sao đó. Rồi mình đi vô. Rồi đi vô nha. Đó rồi nhìn em nè. Mình xem thấy kỳ sao nha. Đúng rồi, cẩn hai mắt. Tại vì cẩn khi mà cẩn hai mắt mới khai con đúng rồi, đúng rồi. Thì thường là anh thấy những cái tòa nhà lớn là sẽ có mắt là khai quan điểm nhãn là còn một cái dòng đỏ bên hông á. Tại vì kỳ lân với lại chích tà chính chặt. Mắt đỏ này cũng là châu hồng. Đúng rồi, có chứ châu hồng ở dưới. Châu đỏ dài. Vậy là gọi là khai quan điểm nhãn vậy ta? Đúng luôn, phải có cái châu như đây nữa. Tóm lại là đây là con kỳ lân. Nó còn không đỏ không được. Nặng nó là con này mà nếu mà khiêng nó thì bèo là phải ít nhất 7-8 người thanh niên. 7-8 người nha. 4 người khiêng cũng không đủ. Một người khiêng cũng nổi luôn á nhưng mà phải ăn cho nhiều vô.
đúng rồi. Nay là mình có cặp. Thôi trời rất là nhiều mây luôn. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.